Chặt bản tin nhanh 24/7. Vì sao Accenture Gen 10 đang mất dần sức hút từ các Baker chơi Accenture lâu năm? Accenture Gen 10 với kiểu dáng đẹp không bằng cãi, nhưng vấn đề còn tình trạng bán Accenture Gen 10 nhưng vẫn giữ lại Accenture Châu Lâm. Accenture Gen 10 với thiết kế rất thể thao, hòa trộn rất nhiều tinh hoa vẻ đẹp từ Yamaha như các dòng R3, MT. Điều này được xác thực 100%, chọn Accenture Gen 10 trong tất cả các dòng Underborn hiện có trong thị trường. Tuy nhiên, bỏ qua kiểu dáng không còn bàn cãi đó, thì Accenture Gen 10 vẫn chưa thỏa mãn được người tiêu dùng nhất với các tính đồ mơ dòng Accenture. Với khối động cơ được nâng cấp khá nhiều so với hệ trước, thừa hưởng từ những dòng FZ150 cho người tiêu dùng cảm giác cốc lái bốc hơn, nhưng lại bị đuối trong những đường dài ở tốc độ cao vì SOC không đủ đáp ứng được giải vòng tua thấp chạy trong thành phố. So với những Accenture Châu Lâm, dường như Yamaha chỉ tăng thêm dung tích, ngoài ra không có sự khác biệt nhất về động cơ. Đó là một trong những số lý do mà các tín đồ Accenture cho tới nay vẫn còn giữ lại dòng Accenture Châu Lâm, dù Accenture Gen 10 có dung tích lớn hơn, kiểu dáng đẹp hơn, nhưng với họ chờ đợi một cái gì đó đột phá hơn từ Yamaha. Một số khác muốn sở hữu chiếc Accenture Gen 10 một thời gian đã bán đi, quyết không mua Winner Gen 10 mà lại mua lại dòng xe Accenture Châu Lâm với giá rẻ hơn. Theo tâm sự, Accenture Châu Lâm cho họ cảm giác thật hơn, dù sao Accenture Châu Lâm 2011 vẫn có kiểu dáng góc cạnh không kém, cho tới nay vẫn không bị lỗi thời. Bán Accenture Châu Lâm mua Winner Gen 10. Hàng trăm người sử dụng dòng xe Winner Gen 10 từ các Baker đã sử dụng chiếc Accenture 135 trước đó, chiếm 20% trên tổng số 100% người sử dụng Winner Gen 10. Các Baker này muốn chờ đợi Yamaha có một cuộc nâng cấp cách mạng hơn cho chiếc Accenture Gen 10 bây giờ, nhưng vấn đề về khối động cơ, thời gian thì có hạn nên đã mua Winner Gen 10 để trải nghiệm một công nghệ mới phức tạp hơn, đó là DOC. Những mong muốn từ các tín đồ của Accenture. Như vậy, các tín đồ Accenture vẫn mong muốn Yamaha nâng cấp lên khối động cơ, dàn chân và dàn khung khủng của mình vững chắc hơn. Nhất là vấn đề DOC đã được nâng cấp khảo sát từ năm 2010. Cho tới nay thì Yamaha vẫn chưa có động thái nào và vẫn trung thành với hệ thống SOC kèm theo những công nghệ tiên tiến hơn. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại ở clip kế tiếp. Nhớ like hoặc share và subscribe.